Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ ba, ngày 6 tháng 2 năm 2024, cũng là buổi chiều của ngày 27 Tết. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và mọi sự an lành. Và sau bản tin chính, có mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Gừng có thể giúp ngăn ngừa ung thư. California cung cấp học bổng cho các ký giả mới vào nghề. California bão lớn, hơn 300 vụ đất đá sạt lở bùng lầy, ít nhất 2 người thiệt mạng. Bầu cử sơ bộ ở Nevada, bà Haley sẽ thắng sơ bộ đảng Cộng hòa vào đêm nay thứ ba, nhưng cựu tổng thống Donald Trump sẽ thắng phiếu đại cử tri do đảng Cộng hòa hợp kín vào ngày thứ năm. Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Nikki Haley kêu gọi cử tri đảng Cộng hòa ngừng ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump mà hãy chờ phán quyết của tòa án cựu tổng thống Donald Trump không được miễn truy tố vụ ngày 6 tháng 1. Cựu tổng thống Donald Trump đệ trình bản tóm tắt lên tối cao pháp viện phản đối phán quyết của tiểu bang Colorado. TD Economist nói rằng kinh tế Hoa Kỳ tốt hơn so với hầu hết dự báo, nhưng giá cả lại tăng trong những tháng cuối năm. Hãng dược Eli Lilly and Company doanh thu quý 3 của năm 2023 lên tới 9,35 tỷ đô la, tăng 28% con rồng bằng Lego cao 5 feet là 1 mét rưỡi ở Canada. Tin ngắn liên quan tình hình tại Trung Đông Pháp điều tra chủ tịch ban tổ chức Thế vận hội Paris Tony Estangul vì lương cao bất thường. Quốc hội Ukraine đồng ý kéo dài tình trạng thiết quân luật và huy động tân binh trong quốc gia thêm 90 ngày nữa. Tên từ Australia thu giữ 132 lít ma túy đá dạng lỏng được giấu trong bình nước sà bông giặt. Dạ. Hoa hậu Nhật Bản gốc Ukraine trả lại vương miện và danh hiệu sau khi bị lộ mối tình bí mật với một người đàn ông có vợ con. Tin Việt Nam, cả hội hoa xuân ở Thủ Đức chỉ còn một gian hàng. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay gừng có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Gừng là một gia vị được sử dụng ở nhiều quốc gia với mùi thơm đặc trưng và vị cay nồng. Không chỉ dừng lại ở việc gia tăng hương vị cho các món ăn, gừng còn được xem như phương thuốc giúp đỡ điều trị ung thư việc sử dụng gừng trong điều trị ung thư không phải là vấn đề mới nó là thói quen phổ biến trong y học dân gian trên khắp thế giới và đã được chứng minh có hiệu quả qua một số nghiên cứu khoa học gừng có thể ngăn chặn sự lây lan của các tế bào khối u đến các bộ phận khác của cơ thể với các loại ung thư khác nhau bao gồm ung thư ngực ung thư đại tràng ung thư trực tràng ung thư gan phổi tuyến tiền liệt tuyến tụy và những khối u ác tính những đặc tính chống ung thư của gừng có thể kích hoạt gene trong tế bào ung thư. Ngoài ra, có những chất trong gừng có thể tăng các chất chống ung thư, đồng thời làm giảm gene và protein liên quan đến ung thư. Trong một cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng một thành phần trong gừng có tên là sixargal nhiều hơn so với hóa trị thông thường vì nó có thể nhắm mục tiêu đến các tế bào ung thư ngực. Theo Natural News, Loại tế bào này được coi là căn nguyên của ung thư ngực vì có thể tự tái tạo, làm mất đi hầu hết các chất hóa trị, hình thành các khối u mới. Bằng cách nhắm mục tiêu vào các tế bào này, tỷ lệ tiên lượng xấu và tái phát khối u có thể được giảm. Các nhà nghiên cứu của Đại học King Abdulaziz của Ả Rập Saudi cũng đã tiết lộ rằng chiết xuất từ gần có thể ngăn chặn được sự phát triển của các tế bào ung thư. Khi không có tác dụng phụ trên các tế bào bình thường, phương pháp điều trị ung thư hiện đang có sẵn như là hóa trị, xạ trị, thường thất bại ở điều này. Một nghiên cứu khác đến từ các nhà khoa học của Đại học Minnesota của Hoa Kỳ xác nhận rằng gừng ngăn ngừa ung thư thông qua một thí nghiệm liên quan đến những con chuột bị ung thư đại trực tràng và không có hệ miễn dịch. Sau khi nhận được Chinchero, những con chuột đã giảm 75% các khối u đang có. Hơn nữa, các khối u còn lại nhỏ hơn so với những con chuột không được điều trị bằng gừng. Trên đây chỉ là một trong những nghiên cứu kết luận chất chống ung thư của gừng, không dừng lại ở việc chống ung thư gừng còn mang nhiều lợi ích tuyệt vời khác cho sức khỏe của người sử dụng giúp giảm đau xương khớp giúp giảm viêm giúp hạ đường huyết áp ngoài ra thì gừng cũng giúp đỡ cho vấn đề tiêu hóa những người bị đau bao tử cũng có thể làm giảm đau và gừng cũng giúp chữa cảm lạnh Sử dụng gừng tươi với nước ấm sẽ làm giãn mau mạch, đẩy nhanh quá trình tiết mồ hôi, giúp đỡ cho tuần hoàn của máu. Vì vậy, khi thời tiết lạnh, sử dụng gừng tươi để uống nước, ngâm chân và tắm sẽ giúp làm ấm cơ thể. Gừng ngăn ngừa virus hợp bào hô hấp gây bệnh. Khi gặp những bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, ho, viêm phế quản, khó thở, hen suyễn, gừng tươi cũng được sử dụng để điều trị cho các bệnh này. California cung cấp học bổng cho các ký giả mới vào nghề. Khoa báo chí Đại học UC Berkeley đang cung cấp học bổng tin tức địa phương California Local News Fellowship cho những ký giả mới vào nghề muốn có cơ hội làm việc. Theo thông cáo báo chí, để được nhận vào chương trình này, ứng viên phải là những người làm cho những tờ báo in giấy, báo online, làm video, quay phim, ký giả ảnh và người làm trong lĩnh vực truyền thông. Người muốn ghi danh nhận học bổng cần biết sẵn một số kỹ năng căn bản để làm việc, có kinh nghiệm 5 năm làm báo, có trình độ học vấn chính thức, yêu nghề làm báo và quan tâm đến việc đưa tin trong các cộng đồng chưa được quan tâm. Đây là học bổng toàn thời gian được trả lương, sẽ bắt đầu từ tháng 9 năm 2024 và kéo dài trong 2 năm. Thời gian ghi danh học bổng năm 2024-2026 bắt đầu từ thứ Tư ngày 31 tháng 1 và sẽ kết thúc vào 6 giờ chiều ngày Chủ nhật ngày 25 tháng 2. Các ứng viên ghi danh sẽ biết được kết quả vào cuối tháng 3. Theo thông cáo báo chí của UC Berkeley, để vào ghi danh và tham khảo, xin quý vị hãy vào trang web dưới đây. California bão lớn, hơn 300 vụ đất đá sạt lở bùng lầy, ít nhất 2 người thiệt mạng. Bão lớn vùi dập California làm ít nhất hai người thiệt mạng, nhiều nơi bị cúp điện và hàng trăm vụ bị vướng vào bùng lầy nguy hiểm. Theo CNN ngày thứ Ba, ngày 6 tháng 2, tính tới 9 giờ rưỡi sáng ngày thứ Ba, mưa vẫn chưa tạnh và một số nơi vẫn còn tuyết rơi dày đặc. Miền Nam California tiếp tục mưa và thỉnh thoảng mưa suốt ngày thứ Ba. Vùng thung lũng sẽ có mưa thêm 1 inch, còn vùng núi mưa lên tới 3 inch. Từ ngày Chủ nhật tới thứ Ba, nhiều nơi ở Los Angeles County mưa cao đến gần 1 feet. Mưa và lũ quét lan sang phía Tây của Arizona, phía Nam Nevada và Tây Nam của Utah, bão di chuyển về hướng Đông. Lệnh cảnh báo mưa lớn vẫn còn hiệu lực ở những nơi đó, theo Trung tâm Dự báo Thời tiết WPC. Ở Los Angeles, chính quyền địa phương đã báo cáo ít nhất là 307 vụ sạt lở bùng lầy do bão, đặc biệt là giai đoạn mưa nặng nhất đã đi qua, nhưng vì trời vẫn còn mưa vào hôm thứ Ba, vẫn còn rủi ro lũ lụt và bùng bị trượt, và đường xá vẫn còn trơn trạt, ngổn ngang cây cối, đất đá. Giới chức miền Nam California khuyến cáo người dân bắt buộc phải lái xe thì phải hết sức cẩn thận khi lái. Thuộc vùng núi ở vùng Sierra Nevada cũng như dãy núi ở phía nam của California, tuyết rơi cộng với gió mạnh tiếp theo sẽ làm cho hầu hết không thể lái xe được ở nơi cao phía nam vùng sierra nevada và vùng núi miền trung của nevada theo wbc và tuần này tuyết sẽ lan vô sâu hơn nữa trong đất liền như utah idaho wyoming colorado và new mexico wbc dự báo tính tới sáng ngày thứ ba ngày hôm nay ít nhất là hai người thiệt mạng do cây đổ trong bão ở phía Bắc California, sở cảnh sát Yuba City loan báo một người đàn ông leo thang ngoài vườn thì thiệt mạng do cây ngã trúng vào hôm chủ nhật. Ở Santa Cruz County, một người đàn ông 45 tuổi thiệt mạng do cây ngã xuống cũng vào ngày chủ nhật làm ông mắc kẹt bên trong, phát ngôn viên sở cảnh sát quận hạt đã cho hay. Sáng sớm thứ ba hơn 150.000 người ở khắp California vẫn bị cúp điện, theo trang web PowderAudit.us, nhất là ở phía bắc của tiểu bang, nơi gió mạnh quật ngã cây cối và đường dây điện hồi cuối tuần. Trận bão này gây trơn trọt bùn lầy và đất đá, khiến nhiều nơi di tản cư dân và nhiều ngôi nhà bị hư hại. Nhưng vẫn có tin tốt là sau ngày hôm nay thứ Ba, ngày 6 tháng 2, mưa sẽ giảm đi và có thể không có nguy cơ lũ lụt vào giữa tuần trở đi. Một tin tốt lành hơn nữa là bão sẽ ngưng hoạt động từ giữa tháng 2 này, toàn tiểu bang California sẽ được khô ráo hơn. và người Việt ở Lido Sài Gòn có thể đi viếng chùa đầu năm, thăm bạn bè, bà con họ hàng mà không phải sợ đến thời tiết mưa bão nữa bầu cử sơ bộ ở Nevada, bà Haley sẽ thắng sơ bộ đảng Cộng hòa vào đêm nay thứ ba, nhưng cựu tổng thống Donald Trump sẽ thắng phiếu đại cử tri do đảng Cộng hòa hợp kính vào ngày thứ năm. Để phản đối sự thay đổi do đảng Dân Chủ đứng đầu trong luật tiểu bang kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ, đảng Cộng hòa của tiểu bang sẽ tổ chức các cuộc họp bầu vào ngày 8 tháng 2 để cựu tổng thống Donald Trump đối sức với một ứng cử viên, đó là thương gia Texas Ryan Binkley cựu tổng thống Donald Trump đã nắm chắc phần thắng, nhưng cử tri đảng Cộng hòa ở Nevada cũng có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 2. Cuộc ganh đua này không được đảng Cộng hòa công nhận, nên chỉ được xem là một cơ hội để lên tiếng về các quyền lợi. Nevada sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa vào đêm nay. Bà Nikki Haley là ứng cử viên duy nhất tham gia. Cựu tổng thống Donald Trump chọn tham gia cuộc họp kín ở Nevada do Đảng Cộng hòa điều hành. Điều đó có nghĩa là cả hai sẽ không đối đầu trên lá phiếu sơ bộ hôm nay và bà Haley sẽ thắng, nhưng Đảng Cộng hòa sẽ trao phiếu đại cử tri cho cựu tổng thống Donald Trump vào ngày thứ năm. Tổng thống Joe Biden sẽ thắng bầu cử sơ bộ tổng thống Đảng Dân chủ ở Nevada vào ngày hôm nay và dự đoán sẽ thắng trọn 36 phiếu đại cử tri Dân chủ tại Nevada. Tổng thống Biden đã tập trung vào việc chỉ trích của Tổng thống Donald Trump về nền dân chủ và các quyền như quyền được phá thai, trong khi tìm cách coi cựu Tổng thống Donald Trump có thể là đối thủ của mình vào tháng 11 này. Ứng ừ cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Nikki Haley kêu gọi cử tri Đảng Cộng hòa ngừng ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump mà hãy chờ phán quyết của tòa án. Nikki Haley đã nói trong chương trình State of the Union rằng, tôi nghĩ người dân Hoa Kỳ xứng đáng được biết tình hình sẽ ra sao cựu tổng thống Donald Trump hiện phải đối mặt với bốn cáo buộc hình sự, hai vụ án cấp liên bang và vụ án cấp tiểu bang ở Georgia và New York. Bà Haley vào Chủ nhật đã đi xa hơn việc nhắm mục tiêu vào cựu tổng thống về các cáo trạng của ông tìm cách làm cho ông khó chịu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa ở South Carolina sẽ tổ chức vào ngày 24 tháng 2. Haley cũng nói rằng cựu tổng thống Trump không nên ngăn chặn dự luật biên giới của quốc hội. Thay vào đó, bà nói kế hoạch an ninh biên giới mới nên được thông qua càng sớm càng tốt. Cựu tổng thống Donald Trump không được miễn truy tố vụ ngày 6 tháng 1 Hội đồng xét xử tòa kháng án gồm 3 thẩm phán đã đưa ra phán quyết ngày thứ ba bao gồm hai thẩm phán Michelle Giles và Florence Penn, những người được bổ nhiệm bởi Tổng thống Joe Biden và một người là Karen LeCraft Henderson, được bổ nhiệm bởi George W. Bush. Theo quan điểm đồng thuận của họ, tòa kháng án nhận thấy cựu Tổng thống Trump không được bảo vệ khỏi truy tố hình sự theo điều khoản phân chia quyền lực. Ở đây, các hành động của cựu tổng thống Trump bị cáo buộc đã vi phạm luật hình sự hiện hành chung, có nghĩa là những hành vi đó không nằm trong phạm vi quyền quyết định hợp pháp của ông, có nghĩa là án lệ hiện tại không cung cấp cho ông quyền miễn tố cấu trúc nào đối với các cáo buộc trong bản cáo trạng. Theo dự đoán, cựu tổng thống nhanh chóng được yêu cầu tối cao pháp viện hủy bỏ phán quyết này hoặc yêu cầu toàn bộ chính án tòa án kháng án Hoa Kỳ ở DC xét xử là vụ này Ông Stephen Chung, phát ngôn nhân của nhóm tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump, đã chỉ trích phán quyết vào hôm thứ Ba. Ông Chung ra tuyên bố cho hay, nếu không được hưởng quyền miễn truy tố hoàn toàn, bất cứ tổng thống nào trong tương lai sau khi hết nhiệm kỳ cũng sẽ bị đảng đối lập truy tố ngay lập tức. Cựu tổng thống Donald Trump đệ trình bản tóm tắt lên tối cao pháp viện, phản đối phán quyết của tiểu bang Colorado. Bản tóm tắt đệ trình vào ngày 5 tháng 2, để Trình Phúc Đáp của cửa tổng thống bắt đầu bằng việc lưu ý đến những chiến thắng chưa từng có của ông trong các cuộc bầu cử ở Iowa và cuộc bầu cử ở New Hampshire, đồng thời nhắc lại lập luận rằng việc ông bị loại sẽ đi ngược lại sự tôn trọng của quốc gia đối với nền dân chủ. Cựu tổng thống Trump đã giành chiến thắng ở Iowa với tỷ lệ chênh lệch lớn nhất từ trước tới nay đối với một ứng cử viên không đương nhiệm và chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire với số phiếu bầu nhiều nhất so với bất cứ ứng cử viên nào của một trong hai đảng, cựu tổng thống cầm chắc sẽ là đề cử của đảng Cộng hòa và là ứng cử viên hàng đầu cho chức tổng thống Hoa Kỳ. Bản tóm tắt này đã công kích lập luận của bà Anderson ở nhiều cấp độ khác nhau, đồng thời cho rằng hành vi của cựu tổng thống Donald Trump không giống như những gì được nêu trong một bà bản tóm tắt của ông cho biết đã không có cuộc nổi dậy nào, cựu tổng thống không kích động bất cứ điều gì và cựu tổng thống Donald Trump không tham gia vào bất cứ điều gì tạo ra cuộc nổi dậy. trong khi đó thì bản tóm tắt của bà Edison cáo buộc cựu tổng thống Donald Trump dẫn đầu một cuộc tấn công bạo lực vào tòa nhà Capitol, vi phạm lời tuyên thệ bảo vệ hiến pháp. Các lập luận khác bao gồm nhận định rằng tòa án tối cao Colorado đã vi phạm luật bầu cử của tiểu bang và mục 3 chỉ có thể được thực thi thông qua các phương pháp do quốc hội thiết lập. Phần lớn bản tóm tắt của cựu tổng thống Donald Trump tập trung vào cuộc tranh luận về việc liệu ông có phải là loại viên chức của Hoa Kỳ có thể bị tước tư cách theo mục 3 hay không. Cụ thể hơn, mục 3 có đoạn viết, những người đã tuyên thệ ủng hộ hiến pháp của Hoa Kỳ với tư cách là một thành viên của quốc hội hoặc là một viên chức của hoa kỳ hoặc là một thành viên của một cơ quan lập pháp tiểu bang hoặc một viên chức hành chính hay tư pháp của bất cứ một tiểu bang nào nhưng lại tham gia cuộc nổi dậy hay phiến loạn chống lại hiến pháp hoặc trợ giúp cho kẻ thù thì không thể là thượng nghị sĩ hoặc dân biểu trong quốc hội hoặc đại cử tri để bầu tổng thống và phó tổng thống hoặc nhận vào một chức vụ nào dân sự hay quân sự của hoa kỳ hay của một tiểu bang đó Bà Anderson không thể thắng được bằng chứng không thể chối cãi theo đúng nguyên văn và kết cấu của hiến pháp rằng viên chức của Hoa Kỳ như được sử dụng xuyên suốt hiến pháp chỉ đề cập đến các viên chức được bổ nhiệm và không được bầu. Bản tóm tắt ngày 5 tháng 2 của cựu tổng thống Donald Trump đã viết, bản tóm tắt này nói thêm rằng không có bản công bố tuyên bố tại nghị trường hoặc ý kiến nào của tòa án có thể vượt qua được thực tế là các viên chức được bầu bao gồm tổng thống, phó tổng thống và các nghị sĩ quốc hội. Những vị trí này không thể được xem là viên chức của Hoa Kỳ bởi vì thứ nhất, những vị trí này không được tổng thống ủy quyền. Thứ hai, những vị trí này không được bổ nhiệm theo điều 2 và thứ ba, những vị trí này bị loại khỏi danh sách các viên chức dân sự của Hoa Kỳ được mô tả trong điều khoản luận tội. TD Economist nói rằng kinh tế hoa kỳ tốt hơn so với hầu hết dự báo nhưng giá cả lại tăng trong những tháng cuối năm <laughs> Nhà chuyên môn kinh tế của TD Economics viết trong một báo cáo công bố rằng nền kinh tế Hoa Kỳ hiện đang hoạt động tốt hơn so với hầu hết các dự báo cách đây một năm, phần lớn nhờ vào sức người tiêu dùng đều đặn được tài trợ bằng thẻ tín dụng. Người Mỹ đã nắm giữ hơn 1,05 ngàn tỷ đô la trong thẻ tín dụng của họ trong quý 3 năm 2023. Đây là một kỷ lục và con số chắc chắn sẽ tăng lên sau khi dữ liệu quý 4 được cơ quan Federal Deposit Insurance Corp công bố vào tháng tới. Một báo cáo gần đây của công ty xếp hạng tín dụng Moody's cho thấy tỷ lệ quá hạn của thẻ tín dụng và tỷ lệ tính phí hoặc phần trăm các khoản vay mà ngân hàng tin rằng sẽ không bao giờ được hoàn trả hiện đã cao hơn mức so với năm 2019 và có thể sẽ tiếp tục gia tăng lạm phát đạt đỉnh 9,1 vào tháng 6 năm 2022 và hiện ở mức trên 3% một chút. Tuy nhiên, chi phí của những hàng hóa, dịch vụ vẫn ở mức cao. Theo Cục Thống kê Lao động, một ổ bánh mì có giá 1,54 đô la vào tháng 12 năm 2020, có giá 2,02 đô la vào cuối năm 2023. Một ca lông xăng đã tăng từ mức trung bình 2 đô la 17 xu lên 3 đô la 29 xu trong cùng thời gian người thuê nhà nói rằng đã cảm thấy khó chịu. Theo Reuters.com, giá thuê trung bình cho một ngôi nhà tối đa 2 phòng ngủ tăng từ 1.424 đô la vào cuối năm 2020 lên 1.713 đô la vào cuối năm 2023 lạm phát của Hoa Kỳ đã tăng 3,4% trong tháng 12, từ mức tăng 3,1% của tháng trước, nhưng đã giảm ở mức vừa phải kể từ khi đạt mức cao kỷ lục 40 năm sau đại dịch COVID-19. Wallet Hub cho biết tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ năm trước đã giảm xuống mức 3,4% vào tháng 12 năm 2023. Đây là tin tức đáng mừng đối với Cục Dự trữ Liên bang, khi Cục Dự trữ Liên bang xem xét triển vọng chính sách tiền tệ Chính phủ có thể đã tiếp tục tăng lãi suất với hy vọng kiềm chế lạm phát hơn nữa. Với nhiều yếu tố khác nhau chẳng hạn như chiến tranh Ukraine và tình trạng thiếu lao động đã thúc đẩy việc lạm phát. Những thành phố bị lạm phát lớn nhất, thứ nhất là Dallas, Fort Worth, Arlington, Texas, thứ hai là Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Florida, thứ ba là Honolulu, Hawaii thứ tư là San Diego, Carlsbad, California và thứ năm là Detroit, Warren, Dearborn ở Michigan. Hãng dược Eli Lilly and Company doanh thu quý 3 của năm 2023 lên tới 9,35 tỷ đô la, tăng 28%. Eli Lilly công bố doanh thu của họ trong quý thứ tư của năm tài chính 2023 lên tới 9,35 tỷ đô la, tăng 28% so với năm ngoái, vượt quá ước tính, thu nhập ròng đạt 2,1 tỷ đô la, tăng 13% hàng năm, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong quý báo cáo đạt mức 2 đô la 42 xu. Hãng dự đoán doanh thu năm 2024 sẽ nằm trong khoảng từ 40,4 tỷ đô la đến 41,6 tỷ đô la. Cổ phiếu công ty đã tăng 1,95% trong giao dịch trước giờ thị trường sau khi có thông báo thu nhập. Con rồng bằng Lego cao 5 feet là 1,5 m ở Canada. Nhà chuyên môn Lego ở phía Tây Canada đang hoàn thành lắp ráp con rồng cao 5 feet là 1 mét rưỡi để chào đón Tết tại trung tâm thương mại Lansdowne, thành phố Richmond. Robin Sather, người duy nhất có chứng chỉ lắp ráp Lego chuyên nghiệp ở miền Tây Canada vào ngày 5 tháng 2 đã chuẩn bị hình rồng đón Tết. Ai cũng thích thú, ngạc nhiên, trẻ em người lớn đều yêu thích. Sather cho biết nhiều người đã ghé qua đây để xem hình con rồng. Con rồng cao 5 feet là 1 mét rưỡi, dài 6 feet rưỡi là 2 mét, sử dụng hàng ngàn miếng lắp ráp. Seder bắt đầu lắp ráp vào ngày 3 tháng 2 và mỗi ngày ông đã dành 8 cho tới 10 tiếng để làm việc này. Tôi đã phải lên kế hoạch rất kỹ càng từng chi tiết và màu sắc. Điểm nổi bật của con rồng là viên ngọc ở chân của con rồng được ghép từ những mảng màu xanh nước biển nhạt, tương phản với bàn chân màu đỏ và móng vuốt màu xanh lá cây. CD cho hay ông thích lắp ráp Lego ở nơi công cộng vì có nhiều người đến xem, kể cho ông nghe về những mô hình của họ. Trung tâm thương mại sẽ tổ chức mối lân, chợ Tết, chụp ảnh chân dung gia đình và tổ chức cuộc thi đoán chính xác số lượng mảnh ghép Lego của hình con rồng vào ngày 10 tháng 2. Sau thời gian triển lãm thì CD cho biết sẽ mời mọi người cùng nhau để phá dỡ mô hình này vào ngày 25 tháng 2. Theo điều tra dân số vào năm 2021, Canada có hơn 7 triệu người gốc Á, chiếm 19,3% dân số. Tin ngắn liên quan tình hình tại Trung Đông Cục Quản lý Thương mại Hàng hải Anh UKMTO vào ngày thứ Ba cho biết, một cuộc tấn công xảy ra ở Vịnh Aden, cách thành phố Aden ở Yemen 50 hải lý về phía Nam, An ninh hàng hải Emery của Anh cho biết tàu chở hàng treo cờ Barbados và thuộc sở hữu của Anh đã bị hư hại do phi cơ không người lái và cho tới nay chưa có báo cáo về thương vong. UKMTO cho biết thêm, vụ này đang được điều tra và cảnh báo các tàu quá cảnh hãy thận trọng và báo cáo bất cứ hoạt động nào đáng ngờ đầu ngày thứ ba, Houthis, một nhóm chiến binh Yemen chịu trách nhiệm về phần lớn các cuộc tấn công gần đây ở hồng hải và vịnh Aden, cho biết rằng họ đã phóng hỏa tiễn vào các tàu từ Anh và Mỹ để đáp trả sự xâm lược của Mỹ và Anh. Yaseri, yeah, yeah, người phát ngôn của Houthis, nói trong một bài đăng trên X rằng quân của Houthis ở Yemen đã bắn hỏa tiễn vào các tàu của Hoa Kỳ và Anh ở hồng hải để đáp trả sự gây hấn của Mỹ và Anh kết quả có trực tiếp và chính xác. Hơn nữa, ông nói rằng quân Houthi sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự chống lại tất cả các mục tiêu thù địch giữa Mỹ và Anh ở biển Ả Rập và Hồng Hải trong quyền đáp trả xâm lược và quyền bảo vệ Yemen và người dân. Sari cũng nói rằng Houthi sẽ không dừng các cuộc tấn công vào tàu Israel ở Hồng Hải cho đến khi sự xâm lược chống lại người dân Palestine ở giải Gaza chấm dứt. Hoa Kỳ nói đã phá hủy hai tàu thủy không người lái USV của Houthi. Các USV kèm chất nổ đã bị phát hiện tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen và phá hủy hai tàu này vì chúng được xem là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu quân sự và tàu hàng của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp vào ngày thứ Hai cũng nói rằng Houthi là những tên cướp biển cơ hội và các cuộc tấn công của họ ở Hồng Hải không được thúc đẩy bởi lòng từ bi đối với người Palestine ở Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel IDF vào hôm thứ Ba nói rằng quân Israel đã bắt được 80 nghi phạm khủng bố, bao gồm một số kẻ khủng bố đã tham gia vụ thảm sát vào ngày 7 tháng 10 tại Khan Unit, trong khi dọn dẹp các khu vực mới trên và dưới mặt đất, và đã đụng độ với những kẻ khủng bố Hamas đang di chuyển trong trang phục dân sự, đang chuẩn bị tấn công vào lực lượng của chúng tôi trong khu vực. Có những tin tức cho rằng, hàng chục kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt, trong khi giúp đỡ bởi không quân, IDF đã phá hủy một tòa nhà được những kẻ khủng bố sử dụng để bắn vào quân Israel, và trong đó cất giữ các thiết bị nổ, người ta cũng lưu ý rằng lựu đạn súng trường, súng phóng lựu đạn cũng đã bị tịch thu trong cuộc đột kích này. Pháp điều tra chủ tịch ban tổ chức thế vận hội Paris, Tony Estanguet vì lương cao bất thường. Cuộc điều tra của các quan chức Pháp đã bắt đầu vào tuần trước, trong khi lễ khai mạc Thế vận hội sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 7. Báo cáo khẳng định Estengu nhận được lương là 270.000 euro, là khoảng 289.800 đô la, trước thuế mỗi năm, không bao gồm tiền thưởng. Tiền thưởng có thể là 20% cộng vào số tiền lương. Tuy nhiên, ban tổ chức Olympic có tư cách phi lợi nhuận và mức lương của những thành viên bị giới hạn ở mức thấp hơn so với các tổ chức vì lợi nhuận. Theo báo cáo trước đây của tờ báo Pháp, Le Cana Ocean Estaget đã phá vỡ quy tắc này bằng cách gửi quá đơn hàng tháng cho ủy ban thông qua công ty của mình, thay vì nhận lương dưới tên của ông ta. Quốc hội Ukraine đồng ý kéo dài tình trạng thiết quân luật và huy động tân binh trong quốc gia thêm 90 ngày nữa. Quốc hội Ukraine vào ngày thứ ba đã bỏ phiếu ủng hộ việc kéo dài tình trạng thiết quân luật và kêu gọi tân binh trong quốc gia cho tới ngày 13 tháng 5. Đây là lần gia hạn thứ 10 được Verkhovna Rada thông qua kể từ khi cuộc chiến bắt đầu hồi tháng 2. Dự luật sẽ được chuyển đến bàn của Tổng thống Ukraine Zelensky để phê duyệt lần cuối việc thông qua xác nhận rằng Ukraine sẽ không tổ chức bầu cử tổng thống dự định trước đó vào ngày 31 tháng 3 vì Ukraine không cho phép bầu cử theo thiết quân luật. Như vậy, việc thông qua này xác nhận rằng Ukraine sẽ không tổ chức bầu cử tổng thống dự định vào ngày 31 tháng 3 vì Ukraine không cho phép bầu cử khi có thiết quân luật. Tên cho Australia thu giữ 132 lít ma túy đá dạng lỏng được giấu trong bình nước sà bông giặt. Cảnh sát đã xác định có 21 trong tổng số 319 bình nước giặt chứa methamphetamine dạng lỏng với khối lượng là 132 lít, có giá trị ước tính khoảng 30 triệu đô la Úc là 19,47 triệu đô la Mỹ trên thị trường chợ đen. Ngày 6 tháng 2, cảnh sát liên bang Australia cho biết, cảnh sát đã kết hợp với cảnh sát của tiểu bang Victoria và lực lượng biên phòng Australia (ABF) tiến hành điều tra và bắt giữ lượng ma túy đá này khi đang trên đường vận chuyển vào tiểu bang Victoria. Cảnh sát liên bang cho biết một người đàn ông quốc tịch Anh 28 tuổi, sống ở Melbourne đã bị bắt giữ và phải hầu tòa vào ngày hôm nay với cáo buộc cố gắng sở hữu một lượng lớn methamphetamine trái phép, vi phạm Bộ luật Hình sự 1995 của Australia và đạo luật về chất độc và các chất được kiểm soát 1981 của tiểu bang Victoria. Hình phạt tối đa với hành vi phạm tội trên có thể là án tù chung thân. Trước đó thì cảnh sát liên bang và đội chống ma túy của cảnh sát tiểu bang Victoria đã khởi động một chiến dịch mang tên Rainier Enfield vào tháng 1 năm 2024 sau khi các nhân viên quan thuế Australia phát hiện ra những dấu hiệu bất thường từ một lô hàng thùng gỗ pallet chứa các chai được dán nhãn là chất tẩy rửa siêu đậm đặc. Qua giám định ban đầu, giới chức đã xác định có 21 trong tổng số 319 chai đã chứa methamphetamine dạng lỏng. Các cuộc giám định tiếp theo vẫn đang được tiến hành nhằm xác định độ tinh khiết của số methamphetamine này. Theo các nhà điều tra cho tới nay, methamphetamine là chất bất hợp pháp được sử dụng và buôn lậu nhiều nhất vào Australia, giám đốc thanh tra của cảnh sát tiểu bang Victoria, ông Dave Coleman cho rằng Tội phạm có tổ chức hoạt động vì lợi nhuận và không quan tâm đến những tác hại dẫn tới thay đổi cuộc sống của con người. Ma túy là nguyên nhân chính gây ra bạo lực gia đình và hàng loạt những hành động phạm pháp khác như trộm cướp và thậm chí là gây ra những vụ tai nạn chết người trên đường phố. Hoa hậu Nhật Bản gốc Ukraine trả lại vương miện và danh hiệu sau khi bị lộ mối tình bí mật với một người đàn ông có vợ con. Người thắng cuộc thi sắc đẹp Hoa hội Nhật Bản 2024 đã phải từ bỏ danh hiệu của mình theo lời ban tổ chức cuộc thi cho biết ngày thứ hai sau khi một tạp chí hàng tuần đưa chi tiết về mối liên quan của cô với một người đàn ông đã có gia đình. Carolina mươi 26 tuổi, người đã đoạt giải chiến thắng hoa hậu 2024 Miss Japan Grand Prix vào ngày 22 tháng 1 năm 2024. Cô là người gốc châu Âu đầu tiên giành được giải cao nhất trong cuộc thi mà ban tổ chức cho rằng nhằm trao vương miện cho một đại diện cho vẻ đẹp hàng đầu của người phụ nữ Nhật. Sinh ra với cha mẹ là người Ukraine, cô Siano lớn lên ở Nagoya sau khi tới Nhật lúc năm tuổi. Việc cô đoạt giải Hoa hậu Nhật Bản cũng đã gây tranh cãi do nguồn gốc ngoại quốc của cô, nhưng cô đã phải tự bỏ danh hiệu này sau tiết lộ của tạp chí hàng tuần Shuken Benshin vào ngày thứ Năm. Trong đó đã đưa tin về mối quan hệ của cô với một người có ảnh hưởng, đã kết hôn, cũng là một bác sĩ. Trong tuyên bố trên trang web của mình vào hôm thứ Hai, Hiệp hội Hoa hậu Nhật Bản, Miss Japan Association cho biết họ đã chấp nhận yêu cầu từ bỏ danh hiệu của cô và xem xét nghiêm túc trách nhiệm của chúng tôi trong việc gây ra hàng loạt vụ xáo trộn. Hiệp hội cũng đưa ra lời xin lỗi sâu sắc tới các bên liên quan, bao gồm các nhà tài trợ và giám khảo. Đồng thời cho biết vị trí Hoa hậu sẽ vẫn để trống trong thời gian còn lại của năm. Tin Việt Nam, cả hội hoa xuân ở thủ đức chỉ còn một gian hàng. Nhiều phường thuộc thành phố Thủ Đức tổ chức hội hoa xuân nhưng không thu hút được khách hàng. Cả hội hoa xuân chỉ còn có một cửa hàng trong một khu đất trống rộng rãi ở khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, một gian hàng bán đồ ăn vặt thức uống nằm trơ trọi. Khu vực này trước đây là địa điểm tổ chức hội hoa xuân Sala, nhưng sau khi mở cửa từ ngày 1 tháng 2 tới nay chẳng có một bóng người, vắng cả người bán lẫn người mua chia sẻ với một bài báo trong nước, một nhân viên giúp đỡ của hội Hoa Sương cho biết, từng có khoảng 30 người đã ghi danh mở cửa tiệm. Tuy nhiên, ban tổ chức phường An Lợi đã bàn giao mặt bằng trễ vào ngày 1 tháng 2, đồng thời chậm trễ trong việc giúp đỡ tiểu thương có được điện sử dụng. Vì vậy chỉ có khoảng 10 người tiếp tục buôn bán, nhưng sau đó đều lần lượt phải tháo chạy vì không có khách. Bên ngoài khuôn viên của hội chợ chỉ có hai tấm áp phích có dòng chữ Hội Hoa Xuân Sa La sơ xài, không gây được sự chú ý của người đi đường. Đến chiều ngày 5 tháng 2, tức là ngày 26 tháng chạp âm lịch, hội hoa xuân này đã chính thức đóng cửa và dọn hàng. Cách đó chỉ khoảng 3-4 cây số, có hai hội hoa xuân khác của phường Thạnh Mỹ Lợi và phường An Khánh cũng được tổ chức so với phường An lợi Đông, hội chợ của phường An Khánh được tổ chức ở đường An Tư Công chúa nhìn bắt mắt hơn nhờ chiếc cổng chào rực rỡ. Tuy nhiên nơi đây cũng lác đác vài gian hàng bán hoa tết, còn lại là các gian hàng bán đồ ăn vặt, đồ gia dụng. Việc các phường đua nhau mở hội chợ nhưng không đầu tư đúng mực, tổ chức rời rạc, không đem lại kết quả tốt cho những người buôn bán hàng. Về phía khách hàng cũng không tìm được niềm vui du xuân khi đến những hội chợ được tổ chức sơ sài như thế này. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Gửi Lộc và Loan, nhờ hai bạn giúp tôi tìm người bạn tên là Hoàng Trọng Bưu, trước kia làm chung xí nghiệp in báo Vũng Tàu Công Đảo và sống tại đường Lê Lợi Vũng Tàu lúc trước. Nghe nói là bạn hiện giờ đang sống ở Florida. Nếu như bạn nhận được tin này, hãy gọi cho Dũng Khèn, điện thoại 626-213-1558, hiện đang sống tại Los Angeles, California. Cảm ơn chương trình Lọc và Loan. Bà Lộc xin được nhắc lại, anh Dũng Khèn muốn kiếm một người bạn tên là Hoàng Trọng Bưu, trước kia cùng làm chung xí nghiệp in Vũng Tàu, Côn Đảo, sống tại đường Lê Lợi Vũng Tàu. Nếu như bạn nghe được tin này, hãy gọi cho Dũng Kèn số điện thoại là 626-231-1558 dũng đang hiện sống ở los angeles california bóla phòng loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều rồi chiều ngày hôm nay mình sẽ làm cái gì vui vui sao bản tin chính đi loan bây giờ mình kể chuyện vui mình lấy hên đi biết lấy đâu hên. là cuối năm hay là đầu năm mình có tin vui <laughs> đúng rồi có tin vui à, có chuyện vui ha rồi con câu chuyện vui nhỏ nhỏ người cha là tài xế lái xe dẫn người con tới nhà sếp của mình nhưng ngày tết năm mới để mà chúc tết thì vô chúc tết ông sếp mới hỏi thằng con nè thằng nhỏ lại đây lại đây chú hỏi rồi chú lì xì cho con có biết chú là ai không dạ con biết chứ con biết chú là ai chú là ai vậy chú là người làm của ba con con thấy chú quá gian xe hơi của ba con hoài à đúng là thiệt tình á con không biết thôi vậy hả thôi con đi về đi con tết năm nay không có lì xì mà sao người làm ba con già cũng ba con vậy ta à, ngộ ghê ha ở nhà bự ba con vậy ta đúng là con nít ha quý vị ha mà vui không luôn vui <laughs> dữ lắm á vui nhất là tết muốn có tiền lì xì là vui lắm <laughs> ok ngày hôm nay lộc lân kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc lan lộc cảm ơn quý vị đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của lan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại